Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư ngày 4 tháng 4 năm 2018 tại quảng trường Thánh Phaero. Trong bài giáo lý này, Đức Thánh Cha tiếp tục nói về ý nghĩa của thánh lễ. Sau lời nguyện nghiệp lễ, linh mục chúc lành cho cộng đoàn, thánh lễ kết thúc như cách bắt đầu, nghĩa là với dấu thánh giá nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Ba Ngôi đứng mời gọi chúng ta chia sẻ sự sống thần linh của Ngài qua sự chết và sống lại của Chúa Giêsu. Sau đó linh mục giải tán cộng đoàn với lời chúc ra đi bình an để mang chúc lành đến cho thế giới. Đặc biệt, chúng ta biết rõ rằng trong khi thánh lễ kết thúc, sứ vụ làm chứng tán của người Kitô hữu bắt đầu. Có những người đi lễ như một công việc hàng tuần rồi thì quên đi. Không, chúng ta tham dự thánh lễ để tham dự vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa và sống như Kitô hữu hơn nữa. Chúng ta ra khỏi nhà thờ để ra đi bình an và mang phúc lành của Chúa vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, vào trong gia đình chúng ta, vào nơi làm việc giữa những lo toan của cuộc sống dương thế. Chúng ta vinh danh Thiên Chúa bằng cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta dự lễ xong và bàn tán, xem người này, người kia, nhìn người kia kìa, thánh lễ không đi vào tâm hồn chúng ta. Mỗi lần chúng ta tham dự lễ xong, chúng ta phải tốt hơn trước khi tham dự thánh lễ, sống độc mạnh mẽ hơn và mong muốn làm chứng tá Kitô hữu hơn. Qua thánh thể, Chúa Giêsu đi vào trong con người chúng ta, trong trái tim và thân xác của chúng ta, để chúng ta có thể diễn tả bí tích mà chúng ta đã lãnh nhận với đức tin trong đời sống. Do đó, từ việc cử hành đến cuộc sống, chúng ta ý thức rằng thánh lễ được hoàn thành trong cách chọn lựa cụ thể của những người tham dự trực tiếp vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chúng ta không được quên rằng chúng ta cử hành thánh thể để học trở thành những con người của thánh thể. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là để Chúa Kitô hành động trong các hoạt động của chúng ta, để các tư tưởng của Ngài trở thành tư tưởng của chúng ta, tâm tình của Ngài trở thành tâm tình của chúng ta, chọn lựa của Ngài cũng trở thành chọn lựa của chúng ta. Đây là sự thánh thiện, làm như Chúa Kitô đã làm. Đó là sự thánh thiện Kitô giáo. Thánh Phaolô đã diễn tả chính xác điều này khi nói về việc trở nên giống Chúa Giêsu thật sự. Tôi cũng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống nhưng không còn là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thân xác phàm nhân, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa đứng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Kinh nghiệm của Thánh Phaolô soi sáng cho chúng ta trong chính cách thức mà chúng ta chết cho tính ích kỷ của mình, nghĩa là chúng ta làm chết đi những gì trái ngược với tin mừng và tình yêu của Chúa Giêsu. Một không gian rộng mở lớn dành cho quyền năng của thần khí được tạo nên trong chúng ta. Các Kitô hữu là những người mở rộng tâm hồn mình với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Sau khi đã nhận mình và máu Chúa Kitô, anh chị em hãy để cho tâm hồn mình được mở ra, không phải là tâm hồn chật hẹp, đóng kín, nhỏ nhen, ích kỷ, nhưng là tâm hồn rộng mở với những định hướng rộng lớn. Bởi vì sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô trong bánh được thánh hiến không kết thúc với thánh lễ. Thánh thể được giữ trong nhà tạm để cho các bệnh nhân rước lễ và để thờ kính Chúa trong thinh lặng. Việc thờ kính thánh thể ngoài thánh lễ, cách cá nhân hoặc cộng đoàn, giúp chúng ta ở lại trong Chúa Kitô. Vì thế hoa trái của thánh lễ được chín mùi trong cuộc sống hàng ngày. Thánh lễ như hạt lúa lớn lên trong cuộc sống thường ngày, lớn lên và chín trong các việc thiện, trong các ứng xử mà làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu thật thế. Trong khi thánh thể làm gia tăng sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Kitô, thánh thể làm cho ân sủng mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta
qua bí tích rửa tội và thêm sức được gia tăng mỗi ngày, để cho chứng tá Chúa Kitô của chúng ta trở nên đáng tin cậy. Thêm vào đó, trong khi thắp sáng tình yêu Chúa trong tâm hồn chúng ta, Thánh Thể tách chúng ta ra khỏi tội lỗi, chúng ta càng tham gia vào sự sống của Chúa Kitô và tiến triển trong tình bạn với Ngài, thì việc tội trọng tách rời chúng ta khỏi Ngài càng khó khăn hơn. Việc thường xuyên đến gần với bàn tiệc Thánh Thể căng tân, củng cố và đào sâu mối liên hệ với cộng đoàn Kitô hữu mà chúng ta thuộc về, theo nguyên lý Thánh Thể tạo nên giáo hội, Thánh Thể liên kết mọi người với nhau. Cuối cùng, việc tham dự vào Thánh Thể cũng là dẫn thông cho người khác, đặc biệt là cho người nghèo, khi dạy chúng ta đi từ thân thể Chúa Kitô đến thân thể của anh chị em, nơi đó người chờ đợi để được chúng ta nhận ra, được chúng ta phục vụ, tôn trọng và yêu mến. Trong khi mang gia tài quý giá là sự kết hiệp với Chúa Kitô trong chiếc bình sành dễ vỡ, chúng ta cần tiếp tục trở nên bàn thờ cho đến khi chúng ta nếm hưởng hoàn toàn phúc lành của bàn tiệc cưới con chiên ở trên thiên đàng. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa về hành trình tái khám phá thánh lễ mà Người đã cho chúng ta được cùng nhau thực hiện, và hãy để chúng ta được lôi kéo với đức tin được căn tâm, chịu chết và sống lại vì chúng ta, người anh em cùng thời với chúng ta. Cầu chúc cho cuộc sống của chúng ta luôn nở hoa như thế, như lễ phục sinh với các bông hoa của niềm hy vọng, với đức tin và việc thiện. Ước gì chúng ta luôn tìm thấy sức mạnh trong Thánh Thể, trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu. Chúc mừng phục sinh tất cả anh chị em.